Yeah, cà rốt của mình là cúp sư tử. Nhưng giống như ba các bạn F3 khác, mình không thể nào với tới được cà rốt của mình. Nhưng mà mình là một thợ săn chính hiệu. Mà săn sư tử là một điều vô cùng easy đối với mình. Nên là chủ đề hôm nay chúng ta sẽ là 100 phút tìm sư tử chúa. Let's go. Ok, để săn sư tử thì mình phải biết được cái tập tính của nó trước. Thì khoảng từ 12 giờ đến 3 giờ nó mà gần những cái khu sông là điểm mà nó đi uống nước đó. Nên là mình sẽ căn đúng cái giờ đấy là lúc mà nó đi uống nước ấy, thì mình sẽ cam sẵn đấy trước luôn. Đấy là mẹo săn sư tử thôi nhá. Đó, nên mình sẽ ngủ đến tầm 1:30 đi. Không, mình đi từ chỗ này ra chỗ đấy nó khoảng mất tầm 30 phút nữa. Đó là 12 giờ là đẹp. Ok, là mình sẽ cố gắng đi từ đây ra chỗ đấy nhá. Video hôm nay sẽ chỉ là săn sư tử với mọi người nhá. Nên là chắc là nó sẽ không có quá nhiều thú đâu. Đó, anh em nghe tiếng không? Đây là tiếng của một con nó gọi là gì nhỉ? Linh Dương Sừng Kiếm. Đó đó đó, ngay trong cái bụi này luôn này. Rất là gần nhá. Nhưng mà gần này thì lại khó bắn, bởi vì nó mình chỉ cần phát ra một tiếng động mạnh thôi là sẽ lộ ngay. Đó, nên là mình nằm nhá. Bây giờ mình cứ nằm thôi, mà mình nhìn cái góc đẹp nhất. Đẹp nhất để mình bắn ấy. Là mình sẽ va con này. Kiểu để tránh kiểu săn sư tử không là khả năng nằm móm ấy. Vậy là tìm sư tử đực nó cũng khá là khó, nó không dễ. Nên là mình nên trông móm bằng cách là săn những con thú trên đường đi tìm sư tử. Đây là sau khoảng 3-4 phút lăn lê bò trường mình đã tìm thấy nó. Nằm im trong bụi cỏ luôn. Tù nhá. Mày. Đó. Khẩu lục này thì bắn đam gần này nó cũng khá là mạnh á. Ngày xưa mình có hay bắn khẩu này nhưng dạo gần đây nó có vẻ không thích nữa. Thì cái khoảng cách để bắn khẩu này khá là gần. Đó. Đây. Nằm im. Căn phổi thôi vì cái góc này nó khó để căn tim. Đó, một em Linh Dương Sừng Kiếm nha. Chống mó mà. Trong trường hợp mà không săn được sư tử thì chúng ta lại có một em Linh Dương Sừng Kiếm. Tiếp tục con đường nha. Đây mình đi đến cái dòng sông này này. Đây là cái dòng sông mà mình sẽ cam để gọi là cam để bắt con sư tử chúa. Thường thường nó sẽ uống nước ở quanh cái khu vực này. Đó, mình săn được sư tử cũng khá nhiều rồi. Nên là cũng có chút kinh nghiệm. Đó. Đây đến đến 12 giờ nhưng mà vẫn chưa thấy con nào. Mà chắc chờ một lúc về chúng nó. Ở đây anh em thì nghe nó kêu chưa? Đó. Nó khá xa, đợi một lúc nữa thì nó sẽ đến đây. Đó, mình cần phải cam. Nó kêu liên tục luôn đây. Mình sẽ tìm, mình sẽ chui trong này để coi như là mình trốn trong đấy. Khi mình đi trong mấy cái lều ấy thì mình sẽ không bị phát hiện. Đó. Điều đây này. Mình sẽ đứng ở đây mình cam đến khi nào mà mình thấy con sư tử đầu tiên thôi. Đây có tín hiệu đầu tiên rồi đó, anh em nghe thì nó kêu đó, đánh hướng này đó. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đây đây đây. Nhưng mà đây là một con sư tử cái, sư tử chúa mà mình muốn săn nó là phải là một con đực, mà là con đực có độ khó cao nhất đó. Con này là một con sư tử cái bình thường thôi, mọi người yên tâm, đây là dấu hiệu đầu tiên thôi, nó sẽ còn những con nữa đó. Con vịt nó kêu khó chịu thế nhỉ. Cái hồ này, cái hồ mà con vịt nó hay đậu xuống này nó bắt cá mà. Nên là thỉnh thoảng nó quạc quạc. Sư tử cái cũng hơi căng. Mục tiêu của mình phải là con đực cơ. Đây sau 5 phút thì vẫn không có con này. À đây đây đây, có cái con nữa này. Đó, nhanh rất gần nhá. Mong là con này con đực. Em nghe nó kêu rất rất là gần, kiểu đứng trong cái này giờ mà chui ra khéo nó vồ nó hợp luôn đấy. Động tức gì nữa ta, im im rồi đấy, mà có tiếng chân. Chờ rất lâu nhưng mà nó lại là một con sư tử cái. Đó. Như là hai con mẹ ạ. Vẫn còn một con nữa đang kêu. Rồi ta. Nghe chạy tùm lum luôn mà. Nhưng mà mình ngồi trong này thì coi như là an toàn. Đó. Safe zone rồi. Rồi xem con này con gì. Đấy. Trước mặt là con cái rồi. Ngay trước mặt luôn mà không thấy nó đâu.
khi mà mình kiểu mình gặp nguy hiểm ấy, thì con chó của mình sẽ gừ lên như thế, kiểu đang gừ này, nó báo hiệu cho mình biết là đang có nguy hiểm. Đây, lại một con cái nữa, Shiba. Ngày hôm nay có vẻ là hơi xui xui á, mất 20 phút rồi. Thì là sau khoảng thời gian khá là lâu, tính giờ là chúng ta mất gần 40 phút rồi. Mình cảm đây thì nó vẫn không có một cái con sư tử được nào. Đấy, toàn sư tử cái hết. Mà mình cần sư tử chúa cơ mà. Trời. Nên là thôi, mình nên từ bỏ chỗ này đi. Mình tìm một chỗ khác, nghĩa là xung quanh cái sông này ấy. Đây chỉ là một bờ bên của bên sông thôi. Đó, giữa sông, còn bên kia còn một mảng nữa. Thôi thì mình thử sang bên đấy mình kiểm tra xem. Chứ bên này là thực sự là không có một con sư tử được nào. Đó. Để đối tượng đầu tiên của chúng ta đây. Cuối cùng thì mình cũng tìm thấy. Đây là nửa sông bên còn lại nhá. Con này con độ khó 7 thôi này. Mà mình chấm rồi. Là cái con này khả năng là mình sẽ bắn. Thực ra cũng còn một vài con nữa. Đây, ví dụ hai con bên này. Đó, một con độ khó 7, một con độ khó 6. Và con này sẽ là độ khó 5. Đó. Độ khó 7 thì chắc chắn là một con gâu rồi. Nhưng mà nếu mà ngon nhất thì nó phải là độ khó 9. Là mình là con mục tiêu của buổi hôm nay của chúng ta đấy. Nhưng 7 cũng là khá là ok rồi. Mình tiếp cận thì khoảng cách này thì chưa bắn được. Nhưng ra một khẩu súng, nhưng mà khẩu này nó chỉ bắn được tầm 150m của lại. Đó. Thế là mình cần tiếp cận gần hơn một chút. Bây giờ mình đã tìm được khoảng cách nó đủ để bắn con này. Khẩu này thực ra bắn xa nó cũng khá là lỏ đấy. Mà mình nghĩ là mình tin vào khả năng của mình. Đấy nha. Mày. Đó, nằm im luôn nha. Mày thuộc dạng bắn khó luôn đấy. Bắn gần thì nó dễ, nhưng bắn xa như kiểu mình vừa bắn này nó khá là khó. Căn đạn rơi một chút. Nói là một săn VIP Pro như mình nhìn kìa. Săn VIP. Đây nhà xác em nó đây. Đó. Một em sư tử Difficult 7. Con này là con ngon á. Đây cũng thuộc dạng chắc là con đầu tiên mình bắn được. Mà Difficult 7 luôn. Đó. À. Đó, gâu nhá. Mình nhìn nó đẹp không? Độ khó càng cao thì con sư tử lại càng to, càng nặng và càng đẹp. Đó. Nhờ. Không đủ tiền để lấy trophy. Nên mình sẽ lưu lại. Lưu lại thì sau mình sẽ lấy trophy thì sau. Đó. Khả năng đấy ứng cử viên sáng giá nhất trong buổi hôm nay đấy. Đó. Đây còn một con nữa mọi người. Cái con này nãy mình bắn mà kiểu nó vẫn không chạy ấy. Đó, rồi mình bắn luôn nhá. Double kill luôn á. Mày. Ừ. Nằm im. Chả biết có trúng không, xà quá. Nó vẫn chạy này. Đâu cả đấy mình căn cũng không chắc trúng phổi á. Đây. Đó là chính dính rồi, nếu mà nằm đứng cứ cực thế là dính rồi ạ. Thì nha. Cái con anh ngừng bắn ở đoạn này. Ồ, vẫn chạy. Ồ. Mà mình nghĩ là trúng á. Chúng thì nó mới đứng khựng lại như thế. Đó. Đây con thứ hai nha. Đây là đối tượng thứ hai. Đó. Mà con này nó đẻ con nãy tí. Con này thì danh siêu vào rồi. Không sao. Săn một con sư tử này khá nhiều tiền. Đó. Ok. Mình sẽ lưu lại nha. Để tí mình xem là con nào sẽ là con mà ok nhất. Mình đang đi lanh quanh tự nhiên mình nhập con này. Nó đang chuyển vùng của nó đi kiếm ăn đấy. Mày. Đau ngay. Đây không phải trúng điểm yếu, kiểu bắn sau lưng thì thường nó khó trúng phổi á. Nên là nó sẽ chạy khá xa đấy. Đây cái phần cái mé rừng bên này cũng có một con. Đấy, cái tầm này cái tầm chúng nó sẽ đi tìm một chỗ đấy nó ngủ hoặc nó kiếm ăn. Đó. Con này chắc là đang đi kiếm ăn thôi. Nên là nó bị mình phẹt luôn. Để đi tìm xác nhá. Đây mình tìm thấy rồi này. Nó chạy cũng khá xa đấy. Đó. Nó con silver thôi. Cũng khá là bình thường. Thế mình gặp ứng cử viên là con Difficult 7 rồi. Thì mấy con Difficult 5 này nó cũng cho bộ sưu tập thôi nhỉ. Nên có tìm thấy một con gì, con linh dương sừng bò. Hai viên. Đó, hình như nóng im rồi đấy. Cái này để đổi gió tí chứ nãy giờ bắn sư tử nhờ cũng hơi ngấy mọi người nhỉ. Mình đổ trang bắn lên cái sừng bò. Đấy, một đàn này. Đây còn con nữa này.
một con Legion sừng kiếm, nó là một đàn luôn. Cái map này mình thấy chủ yếu là linh dương, có linh dương nhảy này, linh dương sừng bò, linh dương sừng kiếm, đấy ba con đấy là nhiều nhất. Ngoài ra này còn có chuột, không phải chuột mà là thỏ, thỏ với con chó rừng. Đây đây mình căn như đây còn đây đây đây, đây. Bắn nốt con này nha. Đâu thì mình đi harvest xác một thẻ luôn. Nằm im. Đùa, mình khả năng bắn của mình cũng ok là chứ. Chúng ta chơi được, nãy là tính là được gần 1 tiếng. Được 59 phút rồi. Và bắn cũng được khá khá sư tử đấy, phải được 5-6 con. Lúc đầu mình nghĩ là sẽ móm cơ nhưng mà không móm lắm. Ok là. Nếu mà mọi người mà sau mọi người muốn mình bắn thêm những con gì nữa thì mọi người hãy comment bên dưới cho em Mạnh nhá. Mọi người nhá. Để Mạnh sẽ phân tích coi là mọi người thích em Mạnh làm bắn riêng một con hay là Mạnh làm nhiều con trong một cái map. Mọi người cứ comment bên dưới Mạnh sẽ tham khảo cho Mạnh sẽ làm thêm video nhé mọi người. Ra bây giờ tính là ngày 21 tháng 5. Mình vừa mới thi B1 xong. Đó, mình có thời gian mình làm tiếp chứ. Khá bận dạo này cũng việc công việc cũng nhiều á. Thì cũng chảy và công việc và học hành cũng bận. Này. Ui con này gâu luôn. Đó. Đồ. Nhưng con này bán nó không được nhiều tiền lắm. Bọn này hay đi theo đàn nhưng mình bắn vào số lượng thì mới ra còn ngon chứ nếu bắn vào từng con một này thì cũng không ok lắm. Cứ dùng ok nãy giờ ta. Không được lắm đi. Bây giờ mình sẽ rảnh rồi, nếu mà video này mà view ok tí thì mình có video tiếp theo luôn mọi người nhé. Có khi động lực. Mà tiếp tục đi tìm sư tử mèo. Đây sau một hồi gọi là sao ta, mình lên quanh mình cũng chả gặp cái gì nên mình đã quay trở lại cái chỗ mà lúc đầu tiên mình săn á, nên là mình đã ngủ rồi nên mình ngủ để quay trở lại lúc 12 giờ mình tiếp tục mình một chu kỳ săn y như thế nữa. Thì với cái hồ này mình thấy là cái hồ mà nó nhiều sư tử nhất luôn ấy. Cái hồ khác cũng có mà thật sự cái hồ này là một cái hồ nó rất là bự ấy, nên xung quanh hồ nó có rất là nhiều. Đó, nên mình sẽ săn ở cái hồ này nha. Đấy. Cái mé bên này vẫn là những con sư tử cái thôi. Mà theo đúng như lịch trình là mé bên kia sẽ là những con siêu to khổng lồ à. Nên là đây là đối tượng đầu tiên. Đó. Không những một con nhá mà là rất nhiều. Đó. Nên mình sẽ phải bắn con này gần nhất. Nên nó nhiều mà nó cách nhau. Nên mình có thể bắn nhiều con một lúc được. Đó. Đối tượng đầu tiên này. Đó. Bắn từ từ thôi. Xong mình sẽ chọn ra con này là con ngon nhất trong những cái con này. Đó. Nên là bắn trong khoảng 150m thì nó sẽ dễ bắn hơn. Mà đây cũng được rồi đấy. Bày. Dính chưa? Là dính chưa nhỉ? Đấy. Em đầu tiên nha. Em thấy bắn ok la không? Chỉ như cái góc này, cái góc mà lúc đầu cái đoạn giữa video ấy nhỉ? Thì cũng một con đứng ở đấy luôn. Vòng lọc vậy chưa? Chạy lên bắn hết. Đây một con đây này. Ngon nhất thì mình nên khoảng 150m mình hãng bắn. Hay mình nên tiếp cận đi. Đây mình đi đến cái xác con sư tử vừa bắn xong đó. Đó. Nhưng mà phải đi chậm đó nhá. Đi nhanh là cái con sư tử đối diện nó đang phát hiện. Một silver rồi. Nói chung là nhiều tiền nhỏ. Con này 1.500.000. Bố thật ý. Đây ngay trước mặt luôn này. Thật sự là nhẹ nhàng. Vội là mất khôn ngay. Không dám đi nhanh. Mình cứ bò từ nãy giờ. Đây bên này cũng một con nữa này. Nói chung là nhiều. Cái hồ này thật sự là nhiều lắm. Đó. Và đây là góc đẹp nhất luôn. Im. Em thấy không? Cái khả năng bắn súng của mình giờ nó phải đến tầm nào rồi đấy. Bên này còn một đôi, một con đực một con cái luôn. Lại bò thôi. Thôi chạy cũng được, xa xa này thì cũng không lo lắm. Bắn luôn à? Thôi mình bắn luôn. Cái khoảng cách này cũng đủ bắn. 150m là bắn được rồi.
gần gần đấy. Bắn luôn nhá. Bam. Đúng chưa? Dính không? Mà không ấy, không trúng tim. Má nó khựng lại thế là dính rồi. Cái con cái bên cạnh chắc nó chạy mất tiêu rồi. Không có con được rồi. Đó. Nãy mình thấy bên này cũng có một con này. Rồi sau đó không thấy nữa ta. À đây đây đây, đó, trên này còn một con nữa. Thế mình harvest xác con này. Đó, xong rồi mình harvest xác con vừa bắn lúc nãy nữa. Lại harvest con này nữa. Là xong rồi bắn con cuối cùng. Là hết sạch cái hồ. Trúng tim rồi, nó mim. Đấy, go. Con difficult 7. Nhìn 7 luôn. Đấy, con này mà lấy trophy nhá. Con này cũng ứng cử viên đấy, ứng cử viên sư tử chúa đấy. Này tiếp cận này. Vừa đi mình phải check nó. Đôi khi cũng có những con sư tử ấy, nó chui trong cái bụi cỏ lau ấy. Nên là mình sẽ không thấy được. Đó, đây còn một con sư tử cái nữa. Đó, đây là còn hai con nữa đúng không? Đó, mục tiêu mình phải bắn hai con này đã. Không tha cho một con nào hết. Thực ra ấy, nếu mà ở một cái hồ ấy, nếu mà mình bắn nhiều lần ấy, thì nó sẽ bị cái gì cả. Cái thú nó sẽ biết là ở đây là sẽ có nguy hiểm và nó sẽ không quay lại đây nó uống nước nữa. Thế tập tính của nó nhá. Nên là mình cần phải hạn chế spam ấy. Nếu mà game nó tính trước rồi. Nên mày cứ như thế mày cứ spam một cái hồ này thì làm gì còn thú nữa đúng không? À, thì mày farm tiền lại dễ quá. Đây này. Đây cũng có sự. Đó, con này cũng là một gâu thôi. Gần tim luôn này, lệch một tí tim. Chúng tim thì lại làm im luôn. Nhưng hai phổi cũng đau rồi. Họ nó lại cái bạn đấy chứ. Em mình không được bắn hồ chắc là mình spam được 3 lần. Đó, lần thứ tư là nó sẽ ít hẳn đi á. Nên là không nên mọi người nhá. Mình nên hạn chế, mình nên bắn ở nhiều khu thì nó sẽ không bị như thế nữa. Đôi kinh nghiệm mình thì mình bắn tầm 3-4 lần. Nói xong mình sẽ đổi một khu khác mình bắn. Chỉ khi khu khác mà nó lại bị thì mình quay lại khu này là vừa. Giờ góc này là bắn được rồi đấy. Khá ổn nữa. Mình cần bắn luôn, mình nạp đạn phát. Thôi nha. Nó hơi khuất khuất. Nín thở luôn đấy. Rồi. Trúng chưa? Trúng mà nó vẫn có cảm giác kiểu nó chưa trúng nhở. Hình như chưa trúng. Nhưng nó không bị hoảng, nó bị hoảng rồi đấy. Mà đứng im này á. Nó có hai trường hợp, một là nó đứng im thì nó bị đau, hai là nó bị hoảng quá đấy. Cho mấy viên nữa. Cái này dính à? Đấy, nó khực khực cái người xuống rồi. Còn mình nghĩ là nó bị đau rồi đấy. Ok. Nó bị đau sao chạy ác vậy? Bây giờ, có thực sự là đau chưa? Nó chạy tít thôi. Thế nhà mình pha đấy rõ ràng căn bản điểm yếu luôn đấy. Lỏ thật đấy. Đây là mình lần theo dấu máu nhá. Cái con này là mình thấy là nó lâu rồi đấy. Nên bắn không chết luôn là nó lần theo dấu máu rất là lâu. Đây rồi, cuối video ấy, nên là sư tử cái mình cũng không tha. Đó, nằm im. Đó, sư tử cái cũng không tha. Tập này sư tử nước cái sư tử cái miễn có tiền là được. Vì mình có ứng cử viên nó, ứng cử viên sư tử chúa rồi nên là cứ bắn thôi. Cái con này cũng là con cuối cùng của cái hồ này rồi. Nên là cũng không sợ ảnh hưởng đến những cái con khác. Bắn luôn. Nhưng mà mình cảm giác kiểu cái con sư tử được mình vừa bắn ấy là nó mất dấu rồi đấy. Vì mình bắn vào hai cái chỗ, bắn trúng hai viên nhưng mà hai viên được không trúng điểm yếu mà nó chạy con sư tử nó chạy nó kinh lắm. Gì? Mọi người vẫn đi tìm nhá. Biết đâu. Ok mọi người thì sau một hồi mình tìm cái con sư tử được ấy thì mình đã từ bỏ. Vì mình tìm nó thực sự mình không tìm thấy nó. Nên là khó lắm. Đây đây, cái con này là con mà sư tử mà đầu tiên mình bắn được á. Mình đã lấy trophy trước rồi. Con này là cái con mà nó đi difficult 7. Và nó là 45 điểm. Để mình xem. À, đây là con gấu gì nhỉ?
con gấu mà của trước mình bắn được đó. Để mình xem cái chỗ nãy mình có lưu cái trophy lại, nó ở đoạn nào đây mình cũng ít dùng, mình không biết lắm, từ từ mình mò mò ấy mọi người nhá. Đoạn đoạn này này, đây rồi con chó, à đây 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 đây, cái trophy mà 46 ấy, 4631 là nãy mà mình bắn được cái con lần thứ hai mình quay lại cái hồ ấy mọi người. Đó thì nó chênh nhau có một điểm thôi, thì mình nghĩ là chênh nhau một điểm, nhưng mà để lấy cái trophy mà nó chênh một điểm là mất 8.000, nên là mình nghĩ là thôi mình lấy luôn cái trophy 45 nhá, chênh nhau một điểm nó cũng không quá là ảnh hưởng đâu, nên là mình sẽ lấy cái con 445 để làm sư tử chúa đi mọi người nhỉ. Rồi đây mình đổi, hơi khó hiểu tí nhưng mà chắc mọi người cũng hiểu đúng không? Đấy, đấy mình lấy con này làm con sư tử chúa nhá, đang có một con hơn nữa nhưng mà hơn một điểm thì chắc cũng không cần thiết đâu. Đó, đây là mình sẽ chốt con này là con sư tử chúa hôm nay của mình. Đó, cờ rút đấy, cờ rút trong đợt đầu video đấy. Nghe nói cờ rút tôi là sư tử chúa. Alo, cung sư tử chứ. Đó, để cái thế mà nó cào này là đẹp này. Đó, ok, thì có lẽ chắc là mình sẽ kết thúc tập này tại đây thôi. Nếu mọi người thấy video này của mình hay thì mọi người hãy cho mình một like, một share, một đăng ký kênh mọi người nhá. Vì cái video mà cái gì mà thử thách không sử dụng trợ giúp của game là nó view nó rất thấp nha mọi người nhá. Cái mạnh cũng rất chi là tụt hứng đấy. Một phần là cũng không nó mất động lực, một phần nữa là cũng đang hơi bận. Cái cộng vào thì nó làm cho cái thời gian ra cái video này này nó sẽ hơi lâu một tí. Mong sao nhá mọi người thấy mọi người hãy comment và like cho Mạnh để cho Mạnh có động lực mọi người nhá. Bye bye mọi người nhiều.